Idea Hoa Kỳ Again. Hôm nay là Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn, một ngày lễ mà hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ, Canada và một số đảo Caribe và cũng ở Libya nữa. Thì ý nghĩa ban đầu của cái ngày lễ tạ ơn, nghĩa là mừng thu hoạch cho mùa, được mùa, và là tạ ơn Thiên Chúa Giáo đã giúp cho cuộc sống no đủ và an lành. Và ngày nay thì cái ngày lễ Thanksgiving là một ngày lễ rất là quan trọng nhất và là chính thức cho tất cả những người dân tại Mỹ và Canada. Tại Mỹ thì cái ngày lễ tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ 5 lần thứ 4 của tháng 11. Vì thế ngày này không phải là ngày thứ 5 cuối cùng của tháng 11 như mọi người thường hiểu nhầm. Và trong ngày lễ tạ ơn thì thường được tổ chức một buổi tiệc buổi tối tại nhà cùng với gia đình và bạn bè với món thịt gà Tây, hay gọi là turkey. Đây, turkey. Và turkey là cái món thịt mà không thể thiếu được trong một cái bữa tiệc trong ngày lễ tạ ơn tại gia đình. Và trong cái ngày lễ tạ ơn thì nó là một ngày rất là quan trọng để gia đình sum họp với nhau, và người ta thường đi xa để trở về với gia đình. Và trong một bữa tiệc trong gia đình thì mọi người cùng bày tỏ sự biết ơn tới ông bà, cha mẹ, những thành viên trong gia đình, bày tỏ sự biết ơn tới những người đã mang cho mình ấm no, hạnh phúc. Và hôm nay thì Idea Hoa Kỳ sẽ chia sẻ với các bạn là một cái bữa Thanksgiving tại Mỹ và cách nấu con gà Tây như thế nào. Mời các bạn theo tôi vào bếp. Và đây là con turkey. Thường là một con turkey, một con gà Tây, xin lỗi, turkey in English và tiếng Việt là gà Tây. Thường con gà Tây nặng khoảng 5 cân. Có những con gà Tây nặng 10 cân hoặc 15 cân. Và hôm nay thì tôi mua một con gà Tây rất là nhỏ thôi. Con gà Tây này trọng lượng là, let's see, con gà Tây này trọng lượng là 7 cân. 7 cân. Thường là gà Tây để ở trong khu vực đông đá. Và trước khi mà làm món gà Tây thì thường là phải giã đông trước khi mà nấu cái món gà Tây này. Và bây giờ tôi sẽ... Đó. Đây. Nhìn thấy chưa? Wow. The big turkey. Và đây là con gà Tây đã được làm sạch. Và trước khi để nướng con gà Tây thì bao giờ chúng ta cũng phải ướp các loại gia vị. Có rất là nhiều cách để nướng con gà Tây. Tuy nhiên tôi chọn được cái cách mà có thể mà khi mà nướng xong thì con gà Tây ăn nó sẽ không bị, thịt nó sẽ không bị khô. Trước khi ướp gia vị thì công việc đầu tiên sẽ phải là gì? Preheat the oven. Preheat the oven nghĩa là làm nóng lò trước. Khi làm nóng nóng lò xong thì sẽ bắt tay vào công việc là ướp gia vị. Ướp gia vị ở đây có rất là nhiều những gia vị có thể ướp cho con gà Tây này. Ví dụ như là parsley flakes hay là rosemary, thyme. Và đây nữa là một loại gia vị là lemon pepper. Ngoài ra những cái gia vị này chúng ta cũng sẽ phải cần là món muối, là salt, và các cái loại củ quả, ví dụ như là đây là cần tây trong tiếng Anh gọi là celery và carrot và onions, hành tây. Ngoài ra chúng ta cũng phải cần thêm một chút orange, cam. Tại sao chúng ta phải cần những cái loại củ quả để ướp vào trong con gà Tây này? Mục đích là để giúp cho thịt không bị khô. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu thao tác bằng cách là chúng ta sẽ làm các loại gia vị. Đầu tiên là chúng ta có muối, salt. Cái dụng cụ để đo lường các cái loại gia vị này thì tôi dùng tablespoon. Trong tiếng Việt hay còn gọi là gì? Thìa xúc. Có hai loại, tablespoon và tablespoon and teaspoon. Teaspoon hay còn gọi là thìa cà phê. Và hôm nay tôi dùng
tablespoon. Tablespoon. Mình cần có 2 parsley flakes. Cái lá parsley. 2 thìa thyme. Rồi tiếp đến là 2 thìa rosemary. Rosemary. Cái này mình trong tiếng Việt gọi là cái lá hương thảo đó. Ở Việt Nam của mình thì có cả lá hương thảo tươi, mà đây thì tôi dùng lá hương thảo thường là khi ướp. Các loại thịt thì mình thường ướp bằng lá hương thảo loại khô. Và một cái thìa lemon pepper. Lemon pepper là hạt tiêu chanh. Cũng có, ở đây cũng có được trộn một ít muối vào đây rồi. Và sau đó tôi trộn tất cả các gia vị này lên. Rồi. Và đây là đã được hỗn hợp gia vị rồi, gồm có muối này, có parsley flakes, rosemary, thyme, lemon pepper. Và bây giờ việc đầu tiên sẽ là phải xoa đều lên con gà này. It's one thing. Và bây giờ sẽ cho tất cả các cái loại hỗn hợp rau củ quả vào đây. Thân của con gà là cavity. Cho một chút một vài miếng cam vào, giúp cho con gà nó sẽ thịt nó sẽ mềm hơn và nó sẽ không bị khô. Yeah. Và bây giờ tà tây đã nướng xong rồi, chúng ta sẽ xem là cái bữa tiệc Thanksgiving sẽ có những món gì ăn kèm cùng với gà tây nhé. Mình có món sweet potato casserole. Món này thì làm được bằng khoai lang và với pecan và nướng lên cùng với chút đường đỏ, ăn kèm với gà tây. Ngoài ra thì có món mashed potato để ăn kèm với gà nướng này. Và trong bữa tiệc Thanksgiving thì không thể thiếu được hai món, ba món, đấy là gravy. Gravy là nước sốt thịt. Nước sốt này khi mà mình ăn với cả gà tây thì mình sẽ chan lên cái miếng thịt gà tây. Và một cái nữa là cranberry sauce. Cranberry sauce hay là sốt Việt quất, mứt Việt quất. Mứt Việt quất. Và một thứ cuối cùng rất là quan trọng trong bữa tiệc Thanksgiving, đấy là stuffing. Stuffing được làm với ruột bánh mì và những rau củ quả nướng kèm ở trong bụng của con gà tây. Và hôm nay tôi làm thêm với cả cranberry, làm cùng với cả mứt Việt quất nữa. Ngoài ra trong bữa Thanksgiving thì mình còn có dinner rolls. Lisa. Wow. Smell good. Đấy. Thơm quá. Đây là bánh mì ăn kèm. Và bánh mì này là cũng tự tay mình làm đúng không? Ê giá. Ngoài ra và còn cuối cùng một món nữa là món salad. Trong một bữa Thanksgiving thì đầy thịt, đầy những cái món ăn có chứa tinh bột thì không thể nào không thiếu được món salad. Yeah, đây là món Greek salad. Và sau bữa ăn Thanksgiving thì bao giờ cũng có một món tráng miệng không thể thiếu được, đấy là món gì? Món pumpkin pie. Bánh bí đỏ. Và bánh bí đỏ này sẽ ăn sau cùng. I'm gonna ăn tráng miệng. And we're gonna eat all of it. Rồi, mình đã sẵn sàng rồi. Đĩa, dĩa, bát sẵn sàng. Và bây giờ sẽ bày biện ra ra bàn. Hẹn gặp lại. Chúc mọi người một lễ tạ ơn vui vẻ. I think